Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với hành trình Thân Khỏe, Tâm An. Khi chúng ta có tâm an thì chúng ta sẽ có được vạn sự an. Và hành trình này là một hành trình phụng sự do Health đã bắt đầu từ năm 2017. Và xin được giới thiệu qua với các bạn với cái hành trình từ năm 2017. Đây là một hành trình mà hội tụ nhân duyên và xây dựng chương trình phát triển cộng đồng. Và cho đến năm 2018, đó là hành trình gieo hạt, đưa hành trình đi khắp Việt Nam. Và bước sang năm 2019, đó là hành trình của giai đoạn phụng sự, hoàn thiện tổ chức, nâng cấp chương trình phụng sự cộng đồng. Cũng như bước sang năm 2020, thì Help đã bắt đầu mạnh mẽ để mà đổi cách nghĩ, đổi cách làm để mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Và suốt trong hành trình đó, đội ngũ của Help đã liên tục chạy chương trình để tiếp tục lan tỏa những giá trị về lối sống thân khỏe, tâm an đến với cộng đồng. Xây dựng một cái lối sống mới, kiến tạo một cái lối sống an. Và đó chính là hành trình phụng sự của Help. Và khi đến với hành trình này thì bạn mong đợi điều gì khi đến với hành trình? Bạn hãy đặt ra câu hỏi cho mình những cái điều mà bạn mong đợi khi bạn đến với hành trình nhé, để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ với nhau. Và giá trị của hành trình này chúng ta sẽ nhận được là gì đây? Thì có 5 giá trị quan trọng mà Heo muốn gửi đến với quý vị và các bạn. Thứ nhất, đó là chúng ta hiểu biết về chính mình. Chúng ta có 2 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Một là khi bạn được sinh ra, và hai là khi bạn biết được tại sao. Có nghĩa là bởi vì chúng ta đang sống và tồn tại, nhưng mà có nhiều người trong chúng ta chưa có nhận biết về cái sự tồn tại, cái lý do mà chúng ta đang sống. Cho nên là cái chúng ta biết được cái lý do mà chúng ta đang sống, được sinh ra trong cuộc đời này, nó làm cho chúng ta có một cái giá trị về niềm tin sống. Thì nó là một cái lý do để cho chúng ta hướng đến. Và trong hành trình này thì chúng ta sẽ cần quay vào để hiểu biết chính mình. Bởi vì những gì mà chúng ta có từ bên trong thì nó sẽ xuất hiện ra cuộc sống bên ngoài của chúng ta. Thứ hai, đó là giá trị về làm chủ về sức khỏe. Như một câu nói của một thánh nhân, đó là tài sản lớn nhất của đời người, đó là sức khỏe và trí tuệ. Về trí tuệ thì có thể là chúng ta sẽ chưa nhìn thấy một cách rõ ràng, nhưng sức khỏe là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được, có thể cảm nhận được đơn giản nhất, gần gũi nhất. Vậy thì chúng ta cần phải làm chủ sức khỏe thế nào đây? Trong khi xã hội hiện đại ngày nay thì chúng ta thấy về vấn đề bệnh tật cũng như là trong trạng thái nửa ốm, nửa khỏe rất là nhiều, và tình trạng đột quỵ cũng như là ung thư được trẻ hóa. Vậy thì chúng ta có đang làm chủ về sức khỏe của mình hay không? Chính vì vậy mà cái yếu tố giá trị thứ hai mà hành trình muốn mang lại đến với các bạn, đó là làm chủ về sức khỏe. Giá trị thứ ba là chúng ta sẽ cân bằng về giá trị sống. Ở đây chương trình muốn đề cập đến đó là hạnh phúc và thịnh vượng. Và cái gốc của sự thịnh vượng bền vững nó đến từ đâu? Tại sao phải bắt đầu bằng hạnh phúc? Hạnh là nói về những cái phẩm hạnh, những cái giá trị cốt lõi bên trong một con người. Và phúc ở đây chính là cái sự cho đi, giúp đỡ và nâng đỡ đối với người khác. Thì nó sẽ tạo ra được cái thực sự thịnh vượng bền vững. Và cái gốc này nó sẽ được đi trên một hành trình như thế nào đây? Thì trong hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Và giá trị thứ tư mà hành trình muốn mang đến cho quý vị và các bạn, đó là chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái tình yêu thương. Vì sao sống lại là để yêu thương? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong hành trình này nhé. Và giá trị số 5 đó là bình an. Khi chúng ta có được sự hiểu biết về chính mình, làm chủ về sức khỏe, cân bằng về giá trị sống, nuôi dưỡng được cái tình yêu thương, thì chúng ta sẽ có được giá trị bình an. Và khi chúng ta có được cái sự bình an đó thì chúng ta
đi trên cái hành trình cuộc đời mình, mọi sự sẽ rất là an lành. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không gặp những thử thách và sóng gió. Tuy nhiên là cái giá trị nội lực của chúng ta gia tăng thì mọi cái sóng gió đó sẽ không là điều gì quá lớn so với nội lực của chúng ta. Đó là giá trị mà hành trình mong muốn gửi đến các bạn. Và những giá trị mà bạn sẽ nhận được thì mời bạn xem trên thông tin của màn hình nhé. Những giá trị bạn sẽ nhận được trong hành trình thân khỏe tâm an, cũng như là cấu trúc của chương trình diễn ra trong 3 ngày. Và với ngôi nhà tình yêu và ánh sáng thì chúng tôi luôn mong muốn sẽ mở rộng cái vùng hiểu biết của chính bản thân mình, của đội ngũ mình và cũng như là của những người học viên có nhân duyên đến với hành trình. Chúng ta mở rộng trái tim để chia sẻ về một lối sống thân khỏe, tâm an, cũng như chúng ta sẽ chia sẻ cái tình yêu thương cho nhau. Bởi vì đội ngũ của Health cũng được học hỏi, học tập từ các bạn và cũng như được chia sẻ những cái giá trị mà Health đã nhận được, cũng như là lan tỏa cái tình yêu này đến với cộng đồng. Thứ ba là giá trị sống cân bằng. Thì thông qua hành trình này, chúng tôi mong muốn sẽ giúp cho quý học viên có thể nhận được những cái giá trị từ hành trình, cũng như là các bạn có thể tìm thấy được một cái tiếng nói chung đối với tổ chức nếu như bạn hữu duyên. Và khi đến với bất kỳ đâu, chúng ta cũng sẽ có một cái thông điệp quan trọng để gửi đến nhau. Và thông điệp mà Heo muốn bạn hãy bắt đầu khi đến với hành trình này là gì thì mời bạn theo dõi video sau nhé.
Và quý vị và các bạn vừa theo dõi xong cái thông điệp đầu tiên mà Heo muốn gửi đến các bạn, đó chính là nụ cười là con đường ngắn nhất giữa hai tâm hồn. Chính vì vậy, xin các bạn hãy bắt đầu trao cho nhau một cái nụ cười. Đầu tiên là trao cho chính mình, trao cho tâm hồn mình. Sau đó thì các bạn hãy bắt đầu trao cho những người thân thương gần với mình nhất nhé. Hãy bắt đầu với nhau bằng một nụ cười. Nếu ai khó quá thì xin hãy tập cho mình bằng nụ cười. Và khi đến với bất kỳ một hành trình, một cái chương trình nào, chúng ta cũng sẽ cần phải thống nhất với nhau những cái nguyên tắc để chúng ta làm việc cùng với nhau. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có những cái nguyên tắc để chúng ta đồng hành, chúng ta cam kết với nhau. Vì hành động tạo kết quả và tập trung thì sẽ tạo thành quả. Nguyên tắc đầu tiên mà Heo muốn gửi đến với các bạn đó là việc đúng giờ. Đúng giờ theo quy định của ban tổ chức và sự thống nhất của tập thể. Thời gian diễn ra hành trình là thường là diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu buổi sáng là từ 8 giờ đến 12 giờ và buổi chiều sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, đó là khung giờ cố định của chương trình. Nếu như có điều chỉnh thay đổi nào thì ban tổ chức sẽ thông báo với quý vị. Cũng như nguyên tắc thứ hai đó là đủ nội dung. Với Heo có nhiệm vụ và trách nhiệm chia sẻ cho các bạn đầy đủ nội dung, cam kết với học viên trước khi đến với hành trình theo đúng cấu trúc nội dung, theo khung chương trình từng ngày. Và nếu như ai chưa nắm thì có thể liên hệ lại bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ về khung chương trình. Nguyên tắc thứ ba đó là đón nhận như một đứa trẻ. Vì sao chúng ta cần phải đón nhận như một đứa trẻ? Vì trên hành trình chúng ta đi, cái lăng kính của chúng ta, cái thế giới quan của chúng ta sẽ cập nhật rất là nhiều những cái nội dung, cái sự hiểu biết. Nhưng mà nếu như chúng ta biết rất nhiều điều trong cuộc sống này rồi, nhưng chúng ta cũng phải biết một cái nguyên lý quan trọng nữa là những cái gì mà chúng ta biết trên cái thế giới này nó chỉ là một hạt cát trên sa mạc mênh mông mà thôi. Cho nên người thông minh không phải là người cho rằng mình biết tất cả, mà là người biết những gì mình biết và biết những gì mình không biết. Và không biết những gì mình biết cũng như không biết những gì mà mình không biết. Và cái thế giới ngoài kia là mênh mông rộng lớn. Cho nên xin bạn hãy đón nhận như một đứa trẻ. Và chúng ta có quy tắc 4 có tiếp theo. Ở đây chúng ta cũng sẽ có 4 quy tắc về có. Thứ nhất, chúng ta là một. Mọi thứ chúng ta đang làm cùng nhau trong những ngày trải qua hành trình á, thì chúng ta không chỉ là chăm sóc cho chính mình mà chúng ta cũng hãy chăm sóc và quan tâm cái người bên cạnh mình, đồng hành những cái người bạn, cái người anh em đang đồng hành với mình trong hành trình này, bởi vì chúng ta đang là một trong một hành trình. Thứ hai nữa, nụ cười là chìa khóa để mở cửa mọi trái tim. Chính vì vậy mà xin quý vị hãy luôn mỉm cười với mọi người, vì nụ cười là khoảng cách ngắn nhất. Và nguyên tắc số 3 đó là lắng nghe bằng cả trái tim. Khi nghe thì bạn sẽ biết, nhưng mà khi mà bạn lắng nghe bạn sẽ hiểu. Và khi bạn hiểu thì bạn sẽ thương. Bởi vì khi mà bạn lắng nghe, bạn không chỉ nghe về mặt ngôn từ, ngữ nghĩa, bạn còn lắng nghe được cái âm thanh, cái cảm xúc, cái tình thương từ cái người chia sẻ đến với bạn. Và giá trị thứ tư trong nguyên tắc 4 có là chúng ta sẽ chia sẻ cái hạt giống yêu thương. Khi chúng ta cho đi một giọt nước thì chúng ta nhận lại là cả một đại dương. Một hành động đẹp ngày hôm nay của chúng ta, một hành động yêu thương của chúng ta sẽ để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng một ai đó. Và nó sẽ nở hoa bất kỳ lúc nào trên hành trình của chúng ta. Chúng ta cũng có nguyên tắc là 3 không. Thứ nhất, chúng ta sẽ không ồn ào hay là không trao đổi riêng. Nếu như có thông tin, câu hỏi nào thì quý vị vui lòng là chúng ta sẽ note lại vào trong sổ của mình, để sau mỗi giờ học, sau mỗi buổi học, giảng viên, huấn luyện viên hay là bác sĩ đưa ra cái phần thảo luận thì các bạn có thể đặt ra câu hỏi của mình, hoặc là bạn sẽ gửi cho đội ngũ chăm sóc khách hàng để tổng hợp lại và gửi cho đội ngũ của chúng tôi, để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc cho các bạn, chứ chúng ta không trao đổi riêng trong quá trình diễn ra của giờ học. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ không kết nối kinh doanh buôn bán trong khóa học, không hút thuốc, hạn chế di chuyển ra vào, và chúng ta hãy chuyển điện thoại sang chế độ rung,
không nghe điện thoại trong lớp học để tránh gây khó xử cho người khác và ban tổ chức, vì đây là khóa học để giúp chúng ta nghỉ ngơi, tĩnh tâm. Và nguyên tắc cuối cùng đó là chúng ta sẽ không tiêu cực. Ở đây là chúng ta không có lời nói tiêu cực hay hành động bạo động, cũng như chúng ta tôn trọng cá nhân và vật dụng riêng tư của người khác. Vì bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng, bạn có thể bị nhắc nhở hoặc là mời để làm việc riêng với ban tổ chức. Ban tổ chức hy vọng rằng bạn sẽ có một cái tâm thái để chúng ta học, để hiểu. Khi chúng ta hiểu, để chúng ta có thể cảm thông và thương hơn cho chính mình và mọi người. Đó chính là học để hiểu và thương. Và chúng ta hãy thư giãn, thả lỏng mỗi khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin. Bởi vì não bộ chúng ta đã có một cái dữ liệu nhất định rồi, và cơ chế não bộ chúng ta có một cái cơ chế để bảo vệ chúng ta trong cái vùng an toàn. Cho nên là cái tiếng nói của những cái hiểu biết cũ thường sẽ được đưa ra và sẽ so sánh và đối chiếu với những cái thông tin mới, cũng như là tạo ra những cái phản ứng đối kháng. Chính vì vậy mà chúng ta nên thư giãn, thả lỏng mỗi khi chúng ta có sự hay biết. Và tất cả mọi trải nghiệm sau cùng thì cũng chỉ để chúng ta biết, để chúng ta kinh nghiệm, để chúng ta sử dụng. Và chúng ta không nên dính mắc vào cái vùng hiểu biết nào, cũng như là cái vùng an toàn cũ, mà chúng ta sẽ chối bỏ đi cái cơ hội để trải nghiệm những cái điều mới, bạn mới, bài học mới hay là một cách sống mới, vân vân. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những cái dặn dò trước khi chúng ta bắt đầu chương trình. Cảm ơn bạn và xin mời bạn bước vào hành trình nhé.